Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bảng. Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, từng làm xôn xao dư luận vào năm 2017 bởi có một biệt phủ khủng tại tỉnh Yên Bái, đặc biệt còn sai quy định. Tuy nhiên, dư luận còn bất ngờ hơn bởi vị giám đốc sở này cho rằng số tiền xây biệt phủ của mình là từ tiền đi buôn chổi đót. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem. Hồ sơ Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc sở với gia thế khủng, buôn chổi đốt vẫn xây được biệt thự khủng và cái kết. Sinh năm 1971 là một chính trị gia, Phạm Sĩ Quý từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, ông cũng từng giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Được biết, ông là em ruột của bà Phạm Thị Thanh Trà, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1964, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Bà nguyên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 17. Ông Phạm Sĩ Quý quê quán tại xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Về sự nghiệp của ông thì từ năm 1995, 24 tuổi, làm chuyên viên tại Trung tâm Đo đạc, Sở Địa chính Yên Bái, sau này đổi tên thành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Năm 1966, ông về phòng đăng ký thống kê Sở Địa chính Yên Bái. Năm 1997, chuyển sang giữ chức Phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở Địa chính Yên Bái. Năm 2005, làm Phó Giám đốc phòng đăng ký đất đai Sở Địa chính Yên Bái. Năm 2008, làm Giám đốc phòng đăng ký đất đai Sở Địa chính Yên Bái. Năm 2011, làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc phòng đăng ký đất đai, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, được chị ruột là bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Theo bà Trà, đây là quyết định của tập thể thường trực tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy Yên Bái theo một quy trình chặt chẽ, chứ không phải quyết định của cá nhân bà. Còn theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, quyền tránh thanh tra Bộ Nội vụ, trường hợp ông Phạm Sĩ Quý được bổ nhiệm chưa đúng quy định, chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, ngạch chuyên viên chính, đang học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2017, Phó tránh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, tại thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Sĩ Quý thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, nhưng sau đó đã hoàn thành việc học và bổ sung được chứng chỉ này vào tháng 11 năm 2016. Đặc biệt vào năm 2005, ông Phạm Sĩ Quý từng bị bắt về tội đánh bạc. Cụ thể ngày 20 tháng 10 năm 2005, khi đương chức Phó Giám đốc Phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Địa chính tỉnh Yên Bái, ông là một trong 7 người bị Công an tỉnh Yên Bái bắt tại ổ đánh bạc cùng với Ngô Thành Long, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái, Nghiêm Trọng Tân, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái. Trả lời báo chí về việc bị bắt vì đánh bạc năm 2005 và hình thức xử lý khi đó, ông Phạm Sĩ Quý cho biết đây là việc cá nhân và khó trả lời được. Sở hữu biệt phủ khủng. Gia đình ông có căn biệt thự đồ sộ tại tổ 42 và tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, do vợ ông là bà Hoàng Thị Huệ đứng tên với tổng diện tích đất là 13.580m2. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Cục Tham nhũng trực thuộc Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra đột xuất về các vấn đề liên quan đến nguồn gốc khối tài sản lớn gồm đất đai và dinh thự của ông Phạm Sĩ Quý. Việc thanh tra được thực hiện dựa trên đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo tính khách quan. Vì chị ông Quý là bí thư tỉnh ủy Yên Bái, mặc dù thẩm quyền và trách nhiệm thanh tra trực tiếp là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, thanh tra dự kiến kéo dài trong 15 ngày, thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2017. Trước đó, vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, ông Trần Nhật Tân, tránh thanh tra tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, cấp phép xây dựng của căn biệt thự này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Tránh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm phó trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đối tượng thanh tra là bà Hoàng Thị Huệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cùng các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Chỉ trong một ngày 20 tháng 7 năm 2015, ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái 5 quyết định 2356, 2357, 2358, 2359 và 2360 cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.272m2 đất rừng sản xuất, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sĩ Quý sử dụng để làm biệt phủ tại tổ 42 và tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2016,
ông Nguyễn Yên Hiền ký tiếp quyết định số 1639 QĐ-UBND cho phép chuyển đổi mục đích thêm 308 m2 đất rừng sản xuất ở tổ 42 sang đất ở cho hộ gia đình bà Huệ, nâng tổng diện tích đất lên 13.580 m2. Trên diện tích đất này, gia đình bà đã xây một quần thể gồm ngôi biệt thự, một nhà sàn và nhiều công trình phụ khác. Trước đó, biệt phủ có hồ nước rộng xung quanh, có khuôn viên trồng hoa và cây cảnh. Về kê khai tài sản thì theo bản kê khai tài sản của ông Phạm Sĩ Quý được lập ngày 20 tháng 12 năm 2016, ông Quý có các tài sản như sau. Nhà ở, công trình xây dựng do bản thân, vợ hoặc chồng con chưa thành niên sở hữu hoặc sở hữu một phần gồm. Nhà thứ nhất tại tổ 51 phường Minh Tân, công trình cấp 3, có diện tích xây dựng 600m2 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Nhà thứ hai ở khu chung cư Mandarin Garden, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, rộng trên 130m2, có giá trị khi mua là 2,5 tỷ đồng, đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Nhà tạm diện tích xây dựng 150m2, trị giá 200 triệu đồng, đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Mảnh đất 1.000m2 trị giá 500 triệu đồng tại tổ 51 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trang trại diện tích 2 hectare giá trị 1 tỷ đồng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Một ô tô Toyota Camry trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập trong năm 2016 tăng 1 tỷ đồng và đây là thu nhập từ các nguồn trang trại được nhận kế thừa từ bố mẹ năm 2016. Như vậy, theo kết luận thanh tra ngày 11 tháng 8 năm 2017, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng chống tham nhũng thanh tra chính phủ cho biết, đoàn thanh tra đã hoàn tất dự thảo kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sĩ Quý. Về kết quả thanh tra, ông Phạm Trọng Đạt cho biết, ông Phạm Sĩ Quý kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ. Thanh tra chính phủ xác định ông Quý đã kê khai thiếu 7.905 m2 đất ở, hơn 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên, một căn nhà diện tích xây dựng 600 m2, tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng. Bán chổi đốt để xây biệt phủ. Câu chuyện kê khai tài sản và lời giải trình về khối tài sản khủng của ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, trở thành tâm điểm của dư luận vào hồi tháng 10 năm 2017. Giải thích về nguồn gốc số tài sản khổng lồ trên, chiều ngày 26 tháng 7 năm 2017, trả lời báo chí ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái cho biết, khu dinh thự được xây dựng từ tiền vay ngân hàng 20 tỷ đồng, mượn của nhiều bạn bè và kết quả của cả một quá trình tôi làm lũ đi làm từ thời bé, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề. Quá trình thời thanh niên, tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội. Đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xưa tôi có làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ. Tôi chả thiếu nghề gì trên đời. Ông Quý trả lời trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 29 tháng 6 năm 2017. Bị kỷ luật, cách chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có văn bản số 2335 UBND-VX do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng ký gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tin báo chí. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung kết luận thanh tra, tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Cụ thể, đối với ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, về Đảng áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 2 tháng 12 năm 2017, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính gia đình ông Phạm Sĩ Quý với số tiền trên 507 triệu đồng do xây dựng sai phép và không phép. Đến năm 2019, thì ông Quý chuyển công tác về Hà Nội. Cụ thể, ngày 18 tháng 1 năm 2019, xác nhận với báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, ông Phạm Sĩ Quý, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước khi sáp nhập ba văn phòng địa phương này, đã chuyển công tác với một cơ quan tại Hà Nội. Việc luân chuyển công tác của ông Quý được thực hiện cách đây nửa tháng, từ đầu tháng 1 năm 2019. Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi có kết luận thanh tra khu biệt phủ,
nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bị luân chuyển công tác về làm Phó Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuối năm 2018, tỉnh Yên Bái tiến hành sáp nhập 3 văn phòng, gồm Văn phòng Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên dôi dư một số lãnh đạo cấp phó. Ông Quý có đơn xin thôi chức Phó Văn phòng để về Hà Nội làm việc tại một liên hiệp hội. Ông Quý chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân, việc chuyển công tác cán bộ thực hiện theo đúng quy định, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói. Được biết, ông Phạm Sĩ Quý chuyển về Hà Nội làm Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Trên đây là hồ sơ Phạm Sĩ Quý, cựu giám đốc sở với gia thế khủng, buôn chổi đốt, vẫn xây được biệt phủ khủng và cái kết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để không bỏ lỡ video mới nhất của OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại!